Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, đới gió đông nam vẫn hoạt động nhưng không mạnh. Nhờ thế mà người dân miền Bắc đang có được buổi sáng cuối tuần mát mẻ, với nhiệt độ ngoài trời lúc này trên khu vực phổ biến trong khoảng từ 25 đến 28 độ, có nơi còn dưới 24 độ. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, gió đông nam yếu đi, nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn và cường độ cũng mạnh hơn, nên nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng dần. Mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Gió đông nam ẩm suy yếu cũng khiến cho thời tiết trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế cũng có nắng nhiều hơn. Nhiệt độ trưa chiều nay dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ nên cũng có cảm giác oi bức. Tuy nhiên, về chiều tối và tối, mưa rào và dông sẽ xuất hiện trở lại, diện mưa ở mức rải rác nên nền nhiệt sẽ hạ nhanh và mang đến trạng thái mát mẻ, dễ chịu. Vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trong khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều trời nắng ráo, mức nhiệt trong ngày phổ biến trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Về chiều tối và tối, trên khu vực vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, thậm chí là mưa to do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đưa mây ẩm từ khu vực Tây Nguyên sang. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Ở phía Nam, cường độ của gió mùa Tây Nam vẫn khá mạnh, vì thế dự báo trong ngày hôm nay, Nam Bộ sẽ có mưa sớm, thậm chí một số nơi ở miền Tây Nam Bộ như khu vực Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu hay Cà Mau còn có mưa kéo dài gần như cả ngày. Nhiệt độ ở Nam Bộ vì thế không cao, hầu hết dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ, cục bộ có nơi thấp hơn. Trong khi đó ở Tây Nguyên, thời điểm có mưa nhiều lại tập trung về chiều và đêm, cục bộ có mưa to đến rất to, còn trong sáng và trưa, Tây Nguyên vẫn có được những khoảng tạnh ráo có nắng, với mức nhiệt ngày dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Trên biển, trong ngày hôm nay thời tiết xấu vẫn tiếp tục duy trì ở các vùng biển phía Nam. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan với mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa vẫn có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 3,5 mét, biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.